Ban chế đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 2 ca dương tính mới tại ấp Dòng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Kệ Bắc, là hai trường hợp có tiếp xúc với F0 và đã được cách ly y tế trước đó. Tổng số ca mắc cộng dồn là 1.856 ca, cộng dồn số ca ra viện là 1.692 ca. Trong ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca tử vong do mắc COVID-19 trong đó một trường hợp tại huyện Thành Phú và một trường hợp tại huyện Châu Thành. Cộng dồn số ca tử vong là 48 trường hợp.